Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo diễn biến xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới. Cụ thể, từ nay đến ngày 20 tháng 7 năm 2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Nam, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn khoảng 1 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, về xu thế mưa, tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong thời kỳ một tháng tới, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa dừa mưa to diện rộng kéo dài khoảng 2 đến 4 ngày. Về hình thế nguy hiểm trên biển, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong một tháng tới, trên biển Đông có khả năng xuất hiện một đến hai cơn bão áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa giông mạnh kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.